Thu Hương nó bóng quẻ ra cả nhà. Đó cả nhà ơi, cả nhà thấy là chiều tối nay Thu Hương như thế nào đó. Mưa nè, Sài Gòn đang mưa mà. Mọi người vẫn đội mưa, để ra ủng hộ Thu Phương nha cả nhà. Dạ hiện tại là Thu Phương trời đang mưa lắm chị Chiên Lý ơi. Chiên Lý đó. Thấy cũng có lác đác một vài khách á, một vài khách đội mưa để ra ủng hộ Thu Phương ạ. À. Dạ. Một vài khách ra ủng hộ Thu Phương. Cả nhà đó, mình đứng từ xa nè. Kiên Trần thấy em like mà từ hôm nay em like là không thấy Kiên Trần luôn đó Dũng Nguyễn ơi. Không thấy Kiên Trần. Kiên Trần ơi, Kiên Trần bán trà sữa là ở đâu Kiên Trần? Đó là qua Quỷ Phá rồi. Bữa nào Thu Phương qua Kiên Trần ơi. Bán là vô lụa cho em nha. Nào lấy ống lụa lấy cho. Thu Phương sang quần nè cả nhà. Dạ. Rồi má má, bé vừa ý tặng cái dù câu câu rồi các bạn ăn luôn. Trời ơi. Ờ mẹ tôi ăn không sao. Nó nghe nè mọi người. Trời ơi bà không nói tôi tiếng nào bởi vì em đâu có biết. Nó nghe là như ý ơi, cô Phương cảm ơn con rất là nhiều nha. Hôm bữa là cô Phương vô tình là bạn cô Phương chia sẻ cái clip là bé Như Ý đem một cái dừa câu câu dừa đặc sản bên quán của anh Hồ đó đem qua để em ăn, để em thưởng thức mà chứ gì gì em với mẹ em ăn mà không sao hết. Nhưng mà có dịp thì cô Phương sẽ qua bển ủng hộ bé Như Ý nha, ủng hộ các thi đồ đó rồi sẵn ủng hộ bé Như Ý luôn là dừa câu câu dừa nha mọi người. Cho nên những anh chị em bạn bè nào thương bé Như Ý cũng như mến anh Hồ thì mọi người có ghé quán nước bên các thi đó thì mọi người ăn ủng hộ bé Như Ý là món câu câu dừa là đặc sản bên quán anh Hồ đó. Bé Như Ý dễ thương lắm. Ồ Cường Nguyễn Quốc Cường anh đang đọc bình luận em đi. Chào Cường Nguyễn Quốc Cường nha. Chào Kim Kim Thiên nói là nay thấy Thu Phương ốm hơn rồi đó. Kim Thiên nói là Thu Phương ốm hơn rồi đó. Nguyễn Lân là chị ơi bán em 100k lộn xộn đi. Lộn xộn ship Đà Nẵng hả? Trời ơi. Hồ An Tú An nha, Thu Phương có người phụ mới chưa? Có rồi, Thu Phương có người phụ rồi. Trời vừa sững mưa nha cả nhà họ. À, anh hả anh Chiên Chiên Ly hả? Dạ em xin lỗi nha anh Chiên Ly. Dạ à, Nguyễn Lương nói là bán 100k lộn xộn ship Đà Nẵng nè. Trung Nguyễn là chết rồi mưa vậy show có đủ tiền trả góp Kiên Trần. Trời ơi cả nhà thấy không nè, dù mưa nhưng mà quá wow. Bỗng nhiên là sau khi sững mưa này cả nhà ơi là hiện tại là Thu Phương chắc là vỡ trận quá cả nhà. Ngộ vỡ trận sau khi sững mưa này thì mọi người đến ủng hộ Thu Phương này, đội mưa đến ủng hộ Thu Phương luôn cả nhà ơi. Chết rồi mưa vậy sao đủ tiền. Khẩu trang phát từ thiện, cá viên chiên từ thiện ok. Bán 5k tiếp đi Texas là anh dạ. Quá cả nhà nên là mình em đi ra ngoài xíu nha cả nhà. Thu Phương vỡ trận khi trời mưa nha cả nhà. Sau khi trời tạnh mưa thì Thu Phương đang vỡ trận. À mua cho Lisu một bịch đó không? À không biết Lisu ở đâu. Ồ Thu Phương vỡ trận này cả nhà ơi. Mưa quá Thu Phương vỡ trận luôn. Sau khi mà trời sững mưa nha cả nhà thì mọi người đội áo mưa ra ủng hộ Thu Phương nè, rất đông. Nè
đây là cuộc sống Sài Gòn đông quá, đây là cuộc sống Sài Gòn TV. Em chỉ đứng ở xa thôi nha cả nhà, chứ em cũng không dám tới gần, mong cả nhà thông cảm nha. Đó, em quay lại toàn cảnh để cho cả nhà thấy. Dạ cảm ơn anh Chiên Ly ạ. Dạ cả nhà thấy không, wow, khá đông luôn cả nhà ơi. Em với anh Hiệp lắm, tôi la lên đó. Dạ dạ em không dám vô trong nha anh Khoa Ly, đông quá nên là em cũng hạn chế, nên là em đứng ở ngoài thôi. Rất đông mọi người, sau khi mà trời sửng mưa thì mọi người ghé ở mùa Thu Phương nè. Dạ. Ồ, mọi người đội gió mưa, đội gió mưa luôn nha cả nhà, đội mưa để ra ủng hộ Thu Phương. Dạ có anh Hiệp lang thang kia nè, anh Hiệp lang thang đó anh Chiên Lý. Dạ anh Hiệp lang thang ở đây nè. Dạ đây anh Hiệp lang thang đang xếp áo mưa. Dạ em với anh Hiệp lang thang là cả nhà ơi, cả nhà thương em cũng như là thương anh Hiệp lang thang đó, có thể là ghé kênh của anh Hiệp lang thang để ủng hộ anh Hiệp lang thang nha cả nhà. Dạ anh Hiệp lang thang kia, hai anh em cũng chinh chiến. Chào Dí Chính hả. Dạ ồ cả nhà thấy không, Thu Phương tối nay vỡ trận sau khi mà tưởng. Dạ đúng rồi anh Duy Trinh ơi, mưa luôn đang mưa là từ hồi chiều vậy đó. Bây giờ thì hiện tại là thời tiết Sài Gòn đang tạnh một xíu nha cả nhà. Đây thì cả nhà cũng thấy là mọi người đến thưởng thức xe cá uy chiên của Thu Phương nè, vẫn còn đèn đường nè cả nhà thấy không. Ồ, mọi người đến để thưởng thức cá uy chiên của Thu Phương nè, với lại đông quá nên là em không dám vô trong nha cả nhà, đông quá em muốn chứ. Dạ nên là em quay toàn cảnh ở phía sau. Dạ có anh Chiên Lý ơi, có anh Hiệp á, anh Hiệp đang quay clip nè, anh Hiệp đang quay clip à. Dạ cảm ơn anh Khánh Vinh nha. Dạ mưa quá nên là cả nhà cũng thông cảm cho em nha em, với lại nữa nè đông quá em cũng không dám vô nên là mong cả nhà cũng thông cảm với vì sao tránh tụ tập đông người mà. Vậy hả Duy Trinh, ở Kiên Giang không mưa hả? Nên em đứng ở từ xa thôi nha cả nhà, cho nên cả nhà cũng thông cảm nha. Nếu mà ngày bình thường á mà không có dịch á, thì em vô bên trong luôn á, em đứng luôn á để thu âm tiếng của Thu Phương á cho cả nhà. Nhưng mà hiện tại là mưa, hiện tại là mưa to quá đó cả nhà. Nào coi khách đông quá nên em cũng không dám vô. Dạ đóm cảm ơn anh Chiên Ly ạ. À. Dạ thôi không dám đâu anh. Không dám anh Thành Đạt ơi. À vậy là Hiếu Nguyễn, bây giờ Thu Phương quen lúc xưa cái thời live stream 20-30 người xem, quen luôn ly trà sữa của mình luôn. Ồ vậy mà Thành Đạt nói là giàu vô luôn ạ. Thôi cả nhà ơi, em xin kết thúc live stream ở đây nha, cũng như là em về nha cả nhà, cũng như là em đi làm á, trời mưa nè, trời mưa nhưng mà em cũng cố gắng là ghé vào xe cá vi chim của Thu Phương em live stream cho cả nhà, dù là biết là trời mưa nè, bây giờ là dịch đó cả nhà, nên là em cũng không dám là vô trong nhiều, nên là thôi em xin kết thúc live stream ở đây và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Chúc cả nhà luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của em. Dạ rồi ok, cảm ơn Lisa nha. Bây giờ em xin kết thúc live stream rồi em về nha cả nhà, chứ em không quay Thu Phương nữa chiều tối nay nha. Bye bye.
cái phone của em có để dưới cái mũi của video đó anh Chiên Lý à. Dạ. Em có để dưới mũi của video á hả? Dạ. Em có số phone đó. Dạ. Anh cứ anh vô trong cái video của em á là anh thấy liền à. Thôi em xin kết thúc livestream nha cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Dạ, cảm ơn anh Chiên Lý nha. Dạ. Yeah.